cầu ngũ thú tạp cư, vậy thánh nằm ở đâu? Bây giờ nó ngũ thú tạp cư, thần người, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Bây giờ con suy nghĩ là con đẻ ra một đứa con á, con đặt nó tên xấu quá đi, nó ra ngoài đường á, nó lên án cái gì, nó lớn mà nó biết mà lên án cái gì cái sanh nó, tôi tên này là tôi đổi lại là ai trong thế giới này, là ai? Ngạ quỷ. Ngạ quỷ là được quyền chuyển họ, chuyển tên luôn, bởi vì nó không nhân quả mà. Thì mình bây giờ hỏi câu này thì mới hiểu được là tại làm sao có chữ thánh. Không, thánh là cái gì? Thánh là hiến linh, bởi vì nó làm được, nó làm việc thì nó được quyền chuyển từ ngạ quỷ lên thành thánh. Nếu mà nó vô làm cô hồn, hồn lớn á, thì nó cũng chuyển được thành thánh. Bởi vì khi nào mà con người mà sống là với cái loại ngạ quỷ rồi, bắt đầu phải phân dân, anh vô dòng tộc để thành hương hồn hoặc hương linh vậy đó, ăn nấu nướng trong dòng tộc, rồi sau đó anh phải luân hồi để mà mang thân người, để mà làm mới có ăn nè, thang thân người làm mới ăn, không có ngồi đó. Chỉ trường hợp anh có phước nhiều á thì người ta đưa cho anh ăn, còn không anh phải đi làm cái kiếp gọi là kiếp cô hồn cát đá. Cái kiếp này đó là bắt đầu muốn xưng gì xình rồi. Kiếp này nó có 4 cái đẳng cấp. Vì thế tôi nói là cô hồn Chúa đi bất cứ nơi đâu trên thế giới này muốn thành lập gì, nghĩa là nói ta tin nghe thôi, nhưng mà với điều kiện ở địa phương đó phải có cái ông đó nó thích thì ông mới nhập được, chứ mà vô địa phương nó không có, không nhập được. Vì thế mà tất cả những người mà thành lập tâm linh, trước nhất anh phải ham muốn, anh muốn thật mạnh liệt tôi có này có kia, thì cái đẳng cấp của hồn nó mới nhìn thấy ông này sửa được không được, mới nhào vô. Tìm đi, tìm tất cả các tôn giáo, nó nằm ở chỗ này chứ không đi đường nào hết đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, tâm linh là gì ạ? Tâm linh thì nói về chuyện linh thiêng. Mà nói linh thiêng bây giờ giải thích ra là cô hồn. Có người không làm linh thiêng được, mà ông thần không làm linh thiêng. Nó thẳng là mình tin tưởng về cái linh thiêng quyền bí do cô hồn làm. Đó, thì ông nói thẳng ra luôn á. Chứ không, ông Phật không làm, mà ông thần không làm á. Mà con người mình là cái công cụ làm sao làm được. Phải nói cho rõ vậy, con trâu con bò không làm được. Ngũ thú tập cư, thần có nhiệm vụ đầu tiên lập ra đạo để hù. Thứ hai, ổng có cái thần thông, ổng thực thi nhân quả, rồi mình tưởng đâu ổng có linh thiêng, chứ không phải. Cái đó là hiện tượng thực thi nhân quả thì nó sẽ làm xáo trộn. Còn linh thiêng quyền bí cô hồn mà nó đổi danh tôi là thánh, nó thẳng luôn đó, cô hồn nó xưng là thánh. Cũng như đó, nó tên gì xấu quá, nó ra đường, nó đặt tên tốt vậy thôi, chứ sự thật má nó gọi tên khác, má nó gọi tên gì đó, nó đặt tên thằng heo, cái bắt đầu nó không để chữ heo, nó sửa lại chữ thánh, chữ tèo, chữ gì cho đẹp thôi, chứ sự thật má nó biết, má nó, mày tên heo, tao đặt mày tên heo, nó ra đường nó xấu quá, nó thôi, tôi đặt tên gì cho nó đẹp chứ, có vậy thôi. Thành ra mới có cái vụ mà đậu, thay danh đổi họ vậy thôi. Nhưng mà sự thật cái bản chất đó, bản chất ông Phật nói là thần người ngạ quỷ, nó là ngạ quỷ, không lẽ ra đường nó tôi ngạ quỷ. Thành ra nó thôi tôi thánh, vậy thôi. Thiền Tông ra đời nói để cho người ta hiểu hết rằng nó là vậy đó. Không? Thành ra bây giờ thì nói thẳng ra, còn nếu mà ai không đồng ý là đây hết. Đây, đấu chắc tôi. Mà đấu chắc tôi lấy bằng căn bản đạo Phật, mà cái này sách đã được xuất bản rồi. Trong quyền ký Đức Phật đã nói là ngũ thú tập cư, không có thánh, không có danh từ thánh trong này, mà có thần người ngạ quỷ thôi. Vô dòng tộc gọi là hương hồn hoặc hương linh, ra ngoài cô hồn các đảng, trung gian là quỷ rồi ngạ quỷ. Có vậy thôi, chứ giờ bị nói sao vậy? Bởi vì là cô hồn các đảng nó được quen. Bây giờ mấy cái người mà gọi đi lừa người ta, có khi nào tôi lừa không? Tôi xin tôi lừa. Tôi là cán bộ nhà nước, nên cán bộ không? Nó đi lừa người ta không phải nó vậy. Chừng nào đổ bể sẽ hay. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Khi con người suy nghĩ làm gì mà có sự ủng hộ của vô hình, thì làm sao phân biệt đó là do loài thần ủng hộ hay là loài cô hồn ủng hộ? Thần đâu có ủng hộ,
ta nói thần không ủng hộ, thánh ủng hộ thôi. Đừng có suy tưởng là ông thần, mà là có thánh ủng hộ thôi. Làm cái gì thánh? Thánh nó cũng có bốn đẳng cấp, mà cái đẳng cấp thứ tư mới là thứ dữ à, thứ mới làm nhiều chuyện à, còn thứ nhất, thứ nhì, thứ ba là ít lắm. Rồi hỏi tiếp đi. Làm sao để phân biệt được sự linh thiêng huyền bí là do cô hồn tạo ra và do loài thần tạo ra? Thần đâu có vụ linh thiêng huyền bí. Có nghĩa là thánh á, nó có mấy đẳng cấp, tùy theo cái mức độ của nó. Làm lớn, ví dụ chẳng hạn như cái miễu mình lớn đó, là thánh dùng mà. Mình nhớ là miễu lớn là thánh dùng mà. Còn nhỏ là thánh thừa hành đó. Mình hiểu căn bản vậy thôi. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Người tu theo thiền tông hằng ngày cần làm gì để không bị ảnh hưởng đến loài cô hồn ạ? Phá người ta làm chi? Của mình đói ăn mệt ngủ, chuyện của mình làm, chuyện thánh làm kệ người ta. Đói ăn mệt ngủ, đừng đi phá ổng. Ổng làm gì chuyện của ổng. Ai có hỏi khen tới ổng, thứ nhất là ổng khoái tiếng khen, đừng có chê. Thấy không? Nó linh lắm, ổng linh lắm, nói gì thôi. Tức là ổng mừng, ổng khoái mình. Thấy không? Mình đừng có khi nào đừng có chê, đừng có xen vào cái cõi. Nó thật á, cái cõi mà vô hình đừng có xen vô. Là cái cõi đó nó đa năng lắm, nó muốn giết mình lúc nào chứ. Mình đụng tới nó coi chừng, đừng. Mình bởi vì tại sao? Tại sao mấy ông cô hồn mà Đức Phật gọi là thánh? Bởi vì trong ổng dạy á, ngũ thú tập cư, thần người ngạ quỷ. Mà tại sao ổng hỏi, ổng gọi là thánh? Ổng cũng phải nể, ông Phật cũng phải nể. Thì mình, ổng dạy mình cũng phải nể như ông Phật thôi. Phật mà còn nể như thánh chứ đừng. Vì sao? Ổng Phật là Phật, nhưng mà ông hồi đó ông cũng dưới quyền tay tôi kiểm soát nè. Bây giờ ông tạo được, ông giọt ra khỏi tay tôi, ông là người toàn năng chứ. Hồi xưa tôi cũng theo sát ông rồi, tôi thực thi nhân quả ông rồi. Nó hiểu vậy. Vì thế mà một vị Phật mà đã thoát ra được rồi cũng phải sợ. Hồi xưa mình rồi cũng lính ổng chứ không ai đâu. Được, giờ mình hên là mình thoát ra được thôi. Vì thế mà đừng có khi nào chọc mấy ông thánh. Thần thánh thôi, xá thì đừng có đấy. Còn không xá thì làm ơn né, đừng có. Tới cái thế kẹt cũng phải xá luôn á, thiệt không? Rồi, hỏi tiếp đi. Thưa thầy, giải thích câu con người là công cụ của thần thánh ạ. Con người công cụ của thần thánh là con người mê tín. Con người sáng suốt không có công cụ. Con người mê tín thì mới là công cụ của thánh, chứ không phải của thần. Thần không có làm cái này đâu. Mà ta nói ghép rồi là thần thánh cho nó quen thôi. Chứ con người mê tín là công cụ của loài thánh. Vì thế mà con người muốn lập cái gì thì cũng phải hiển linh. Muốn nói cái gì thì phải hiển linh, nói gì phải biết quá khứ vị lai thì người ta mới mượn xác mình được. Bây giờ mình thích cái chuyện mà tôi nói chuyện trên trời đất thì ông kêu dựa vô. Còn nếu mà cái người mà nhào vô mà thấy ông này trơ trơ nhập vô biểu ổng nói, không có làm tin đâu, tìm nói làm sao thì làm sao nó mượn mình được ha. Công cụ là mình thích linh thiêng huyền bí thì người ta mới mượn xác mình. Cái xác mình gọi là công cụ. Bởi vì tất cả những người lập đạo nè, lập miễu, lập miếu hoặc là làm thầy, nói cho linh thiêng huyền bí là công cụ của mấy ông thanh. Bây giờ tại sao có nhiều người tôi ngồi thiền mấy bữa cái tôi thấy này, tôi đi khoe tôi đó. Đó là công cụ của ta rồi. Thế giới này con người mê tín là công cụ của một loài thánh. Ta lập ra cái gì ta muốn lập cái gì cũng được hết, nói thiệt. Nhưng bây giờ mình không nói rộng thôi nha. Bất cứ lập cái gì cũng được hết, nếu ta có cái lực. Nếu mà một vị mà thánh mà có đẳng cấp á thì nó là lớn hơn. Còn thánh mà kêu bằng nhỏ nhỏ thì nó làm thầy bói thì bùa vậy thôi nha. Còn nếu mà lớn hơn thì nó có cái đẳng cấp, nó tổ chức lớn hơn. Mà tôi không dám nói lớn hơn là cái gì, nó đụng chạm mấy người kia không được.
Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Hiển linh là do ai làm ra? Vậy là chưa đọc sách rồi. Hôm trước ta đã nói nhiều rồi. Bây giờ hiển linh thì do thánh thôi. Con muốn thánh nào thì hỏi. Trong đó rất nhiều thánh thì con muốn hỏi. Con phải tìm lại những cái mà những câu hỏi trước. Hiển linh là do thánh. Còn thánh nào là tùy theo hoàn cảnh của thánh đó. Thấy không? Nhưng mà cái đẳng cấp nhẹ nấp nhất là cô hồn, thấp nhất là cô hồn, còn cao là thánh. Phải hiểu này nè, cái hiển linh nó có mấy loại chứ không phải một loại. Thành ra coi cái trước. Còn bây giờ mai con hỏi, dám hỏi không? À, cái này là cái này thánh gì? Tôi nói nè, con phải đứng con hỏi chứ dám nói. Còn cửa người ta đang thờ, con hỏi cái này là thánh gì? Thì con hỏi đi, thì tôi sẽ nói. Có người có chứng có hỏi tôi bữa nay, còn không ai thâu tụng giám đâu ấy. Rồi hỏi tiếp đi.